Rồi, nó chơi, nó không được bỏ lắm kệ. Không được, hết lắm.
Thank you.
Thank you.
chưa biết tiền gì đó. Thank you.
đi làm công ty đi mà. Không, không làm cái này luôn, không đi làm công ty đâu. Công ty nó chửi nó chó. Làm vậy xong rồi không được, cái nó chửi. Chị tiêu là vậy, giờ nói là đi đâu rồi là cũng không đều.
khảo em đẹp thật đấy. Đổi chị á. Đổi chị ghê. Em gì? Ăn đi. Bảo bớt uống hút chỗ này em làm để cho nó thôi. Bảo bớt nó đi. Làm thế nào để cho nó thôi. Để mày hết nó làm mày thấy cái gì đó. Em biết em bỏ. Em làm thế nào em bỏ lên đó không. Thank you.
hơi đắng thì chỉ coi bỏ kêu nha. Cô
trường xa. Thank you.
Mà hạnh đi nữa. Tình hình là chiều thứ 7 65 tất nhiên nha. Mỗi nhà đóng 700 nha. Nhà em có tham gia không nè. Sau đó là chị không đáo dùng thôi vì chị biết số. Nếu mà ok thì qua đóng tiền cho chị Hải lên cho mẹ. Chị đặt tiền nha gái. Sao? Hả? Các lắc không sao? Chủ nhật anh đi Tết Nguyên về công ty mà đúng không? Nhưng mà cái này là thứ 7 mà. Thank you.
vai cao như em. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bỏ đi chút xịt con máy nha. Cháy máy tao tức luôn. Thank you.
Được chưa? Thank you.
bấm cái đầu đó, bấm nó để như cô ấy là không được đóng hẳn, đóng vào rồi bấm không được. Bây giờ ăn đòn rồi, thì cứ tỏ vẻ nguy hiểm làm gì vậy? Cái mũi kéo lại đây, cái con này nói thế này gì này? Thank you.
Thảo biết theo các bạn cũng
vâng 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 chơi tên con này xấu. Nhiều lần
phải kỹ thuật, nó không kiểu như người ta hay kêu là an nhiên, nhưng mà đi học thì nó cách ca nó cách họ không, nó lại để cái tên riêng á, người ta chỉ kêu là nhiên thôi, không là người ta không kêu là an nhiên đâu. Nhiên thôi bạn. Mình là con gái, mình là con gái.